Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái tuổi Bính Dần sinh năm 1986, một người có thể nói là con hổ mà bạn hỏa đã vốn là một hổ là dữ rồi, cọp đã dữ rồi, còn thế sinh vào mệnh hỏa nữa, cho nên là có nhiều điều phải nói là khá đặc biệt ở trong tuổi này, nhất là nữ mạng của tuổi này thì gọi là sao ta, hơi dữ dằn, khó định số, đường vợ chồng con cái thì nó rất là linh binh lang bang ha. Rồi thì đây là video clip mà anh sẽ làm về vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em, cả nam là vẫn lẫn nữ, vì vận hạn thì không chia ra nhiều, thì ví dụ giống như là sao của cả hai đứa thì cả nam và nữ của tuổi này thì vốn dĩ là những cái ngôi sao rõ ràng là không tốt đẹp. Thứ nhất là năm đây là năm tam tai, năm cuối của người Bính Dần ha, người ta nói nữ thập gì 31 bước qua 33 bước lại gì đó, thì đây là một trong những cái tuổi mà có thể nói là bị như vậy ha. 2016 là năm tam tai năm nặng, 2017, 2018 là năm tam tai năm cuối, đây là những cái tới là cái tuổi này bị vào 31, 33 là dướng vào tam tai, chứ không phải là tuổi nào cũng phải dướng vào tam tai vào năm 31 bước qua 33 bước lại, tức là dân gian quen miệng để gọi thôi ha, chứ không phải là năm tuổi nào cũng bị như vậy. Và năm nay thì tuy rằng nó là năm Tuất, có được cái gọi là dần ngõ Tuất tam hợp, nó hóa giải tam tai, nhưng và cả được tương sinh mệnh, là năm nay năm Tuất mà năm mộc nữa thì nó tốt đẹp. Tuy nhiên là từ đầu năm tới bây giờ thì gọi là trung bình thôi, đỡ hơn 2016, 2017 thôi, chứ còn nói tốt thì vẫn chưa tốt đâu. Thì để xét xem coi thử là 6 tháng cuối năm có vui vẻ hơn, có mà ok hơn với tuổi của các em hay không. Thì cái vận hạn của cả năm thì anh đã làm rồi ha. Cái sao thì nam là sao Vân Hớn và nữ là sao La Hầu, thì nó dễ ốm đau hao tốn, còn nam thì dễ gặp rối ren và nặng tay. Rồi tháng 7 âm lịch của chúng ta là tháng Canh Thân, một tháng mộc. Tháng này thì nếu mà theo dương lịch đó là bắt đầu từ ngày 13, 14 tháng 8 gì đó năm 2018. Anh chưa có tra ra, anh chỉ quen làm với âm lịch cho nên anh chưa có tra dương lịch là như thế nào. Thì như vậy là mệnh mộc, chúng ta tháng là tháng mộc, gặp mệnh là mệnh hỏa, là bản mệnh được tương sinh, rất là tốt. Khi mà bản mệnh được tương sinh đó thì các tinh quân, các tài tinh và các cái tinh quân tốt ở trong cái tử vi của năm sẽ được phát huy tác dụng, và ngược lại thì các cái bại phá tinh sẽ bị che mờ đi ha, làm giảm bớt cái tác dụng. Tuy nhiên thiên can là chữ bính ha, thiên can mà của chữ bính đó, là của Bính Dần á, nó khắc chữ canh của canh túc của canh thân, của tháng Canh Thân, vậy là thiên can khắc tháng, công việc rất là dễ sinh rối rắm, gặp chống phá nhưng mà cũng không quá lớn lao, các em sẽ dễ dàng mà khống chế và vượt qua được với những cái gì mà cái mệnh của người Bính Dần nó to lớn ha. Địa chi Dần Thân Tỵ Hợi, Dần Thân là lục xung, mà lục xung là mô tả cái sự đối chọi chống đối nhau, thì rõ ràng là địa chi và thiên can là một cái là thiên can khắc tháng, một cái là lục xung, như vậy công việc và gia đạo sẽ có vấn đề. Tuy rằng chúng ta được cái các em được là mộc tương sinh hỏa của tháng Canh Thân, tuy nhiên là thiên can và địa chi là nắm về gia đạo và công việc thì sẽ rối rắm và nhiều điều khác biệt. Mà thiệt sự mà nói, nếu mà đã gặp rối rắm ở trong công việc mà rối rắm luôn cả thì gia đạo, thì dù có sức khỏe cỡ nào thì nó cũng bào mòn mình một cách kinh khủng, không có cái gì bào mòn sức khỏe mình mà cái tinh thần bị sút. Cho nên là các em thì anh không có nghĩ rằng cái tháng này là tháng ngon lành ha. Tháng 7 âm lịch một tháng ẩn chứa nhiều cái sự khó khăn trong công việc cũng như gia đạo, cho nên là cần cẩn thận. Tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu ha. Tháng ở giữa mùa thu đó, người ta kêu là tháng Trung Thu, và có ngày Trung Thu là ngày rằm đó. Thì tháng này là tháng Tân Dậu, một tháng mộc tiếp. Như vậy mộc
Mệnh là một tương sinh họa, bản mệnh rất tốt. Khi mệnh được tương sinh thì các tinh quân tốt sẽ được phát huy tác dụng, và ngược lại các phá và bại tinh sẽ bị khống chế. Thiên can chữ bính với chữ tân là thuộc nhóm ngũ hợp. Đây là sự hợp uy thế chủ về chữ trí, cho nên là có thể nói là công việc dễ nằm, thoải mái, dễ sinh tài lộc ha. Nói chung là có nhiều điều tốt đẹp ở trong công việc. Trải qua cái tháng 7 có thể nói là có khó khăn, thì tháng 8 rõ ràng là được thiên can ngũ hợp bính hợp tân này thì nó có nhiều điều được tương sinh lắm. Mà gặp cái tháng mộc mà sinh hỏa này nữa thì bản mệnh được tháng tương sinh nữa thì rõ ràng là được hưởng rất là nhiều lợi nhuận, có thể là có sinh tiền tài. Địa chi Dậu Dần thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cho nên là nói tháng này may mắn là cũng có thể đúng. Tại vì không được bản mệnh được tương sinh, thiên can thì thuộc ngũ hợp, địa chi thì không xung không hợp về mặt trạng thái, về mặt tử vi. Như vậy thì rõ ràng là ngon lành, có thể nói là dễ sinh tài lộc. Ngon ha. Rồi tháng tiếp theo đó là tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch. Tháng Nhâm Tuất là tháng thủy, như vậy là mệnh của các em sẽ bị thủy khắc hỏa. Tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Tuy nhiên là năm nay là can mậu thuộc dương, ngũ hành là thuộc hợp hỏa, mà tổng năm của các em là được cái bổn mạng mộc sinh hỏa rất là tốt. Cho nên là có thể nói cái tháng khắc bản mệnh này nó cũng không đem lại cái sự quá sự khó khăn, tuy là nó có hung họa về bệnh tật tai nạn nhẹ nhàng, nhưng mà không có gọi là bổn mạng của chúng ta có nguy nhưng mà không có suy. Quên lộn, có suy nhưng mà không có nguy, tức là có suy yếu một tí xíu chứ không có nguy hiểm, cho nên là vẫn chấp nhận được. Thiên can chữ Nhâm nó khắc chữ Bính. Rồi tháng khắc thiên can, ở trên đó là tháng 7 là mình khắc nó, xuống đây là nó khắc mình, là công việc dễ sinh rối rắm, đặc biệt dễ rơi vào bế tắc. Do là cái tháng gặp tháng khắc bản mệnh nữa thì các cái tinh quân tốt nó cũng không được cái tác dụng tốt lành, cho nên là gặp cái thiên can và tương khắc này thì báo hiệu nhiều điều khó khăn ha. Địa chi thì Dần Ngọ Tuất là tam hợp, là dấu hiệu của sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn có cho cả công việc và những cái việc khác. Như vậy tháng 9 âm lịch chúng ta có hai cái tương khắc ha, thủy khắc hỏa là tháng khắc bản mệnh, rồi Nhâm khắc bính, tháng khắc thiên can. Như vậy sức khỏe và công việc là những cái điều mà có thể nói là các em cần cẩn thận, nhất là ở trong cái tháng cái phần công việc của các em. Tại vì nhất là cái tháng này là cái tháng vừa khắc bản mệnh thì các tinh quân tốt sẽ không được tác dụng rồi, và ngược lại các tinh quân xấu nó sẽ phát huy tác dụng của nó. Mà gặp Nhâm nó khắc bính nữa thì rõ ràng là nếu là các em thì anh cực kỳ cẩn thận nếu không muốn ra tiền ở trong tháng này ha. Ra tiền thì mệt mỏi lắm. Tuy nhiên các em cũng có sự may mắn là địa chi Dần Ngọ Tuất tam hợp thì nó có cái sự bền vững của gia đạo tương trợ cho chúng ta, có thể là bạn bè, có thể là người thân trong gia đình, vợ con là cái nguồn động lực cho mình vượt qua những cái khó khăn trong cái tháng này và tiếp tục ha. Hy vọng rằng là với cái Dần Ngọ Tuất tam hợp hóa giải được tam tai này, có thể hóa được cái sự hung hoại của Nhâm nó khắc bính cho công việc của các em nó suôn sẻ ha. Cả nam lẫn nữ thì tuổi này là cũng như nhau thôi, tại vì la hầu của nữ thì cũng không tốt đẹp hơn vân hớn của nam. Vân hớn của nam nó tuy là la hầu, tuy là vân hớn thì rối rắm nạn tai, la hầu thì đau ớn hao tốn, la hầu thì nó nặng cho nam, nhưng mà nữ thì cũng không dễ dàng gì ha. Nó chỉ cần lắp dụng 50% của nó thôi là cũng đã điên khùng với cái sao la hầu rồi. Ha. Rồi tháng tiếp theo là tháng Quý Hợi, một tháng thủy tiếp. Như vậy thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Thiên can bính quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cái chỗ này nó dễ cái cặp địa chi này nó rất là hay nè, là Hợi Dần, Dần thân tỵ Hợi, Hợi Dần. Nó nằm trong tứ hành xung, tuy nhiên thực chất ra cặp mà Hợi Dần là thuộc lục hợp, nó đem đến rất là nhiều may mắn, đặc biệt dễ sinh tài lộc. Chắc có thể là còn
con cọp nó khoái ăn thịt con heo ở trong rừng đó, cho nên nó thuộc lùng hợp. Mình nói vui vậy thôi ha, để cho nó bớt cái nhàm chán đi. Nhưng như vậy là tháng này ha, ngoài cái việc mà bệnh bị tướng khắc cần cẩn trọng về bổn mạng và sức khỏe thì bính quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt nạp âm ngũ hành, về mặt tử vi của thiên can. Nạp âm ngũ hành đó, bính thì thuộc hành hỏa, quý với nhâm, nhâm quý thì thuộc hành thủy, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành là tương khắc, có thể gây ra hao tốn trong tiền tài, chưa có được nhiều sự hanh thông trong công việc đâu ha. Hợi dần thuộc nhóm lục hợp thì cũng như ở trên, có tam hợp ở dưới mình có lục hợp thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Tại vì bính quý thì nó chỉ khắc về mặt nạp âm ngũ hành chứ không có phải khắc về mặt tử vi, cho nên có thể lợi dụng cái việc mà lục hợp ở trong cái tử vi hợi dần mà có thể khắc chế được nhiều, phát huy được nhiều cái sự tốt đẹp ở trong cái thiên can, để cho các công việc của các em có thể nói là tốt đẹp hơn. Rõ ràng là tháng 10 sẽ tốt đẹp hơn tháng 9 rất nhiều, vì thiên can nó không bị tương khắc, địa chi thì vẫn được tương hợp là lục hợp, còn trên là tam hợp. Như vậy thì rõ ràng tháng 10 ok hơn. Nhưng mà là các em thì anh cần cẩn thận tháng 9 và tháng 10. Lý do một điều là năm nay dù gì cũng là năm tay năm cuối, mà vật rơi vào hai cái tháng mà thủy khắc hỏa này thì đặc biệt cần chú ý. Cũng giống như cái tháng mà giáp dần, mà tháng 1 âm lịch vậy đó, người của chúng ta nó cũng không có suôn sẻ lắm, công việc nó không có ok lắm. Tháng 1 và tháng 2 của âm lịch thì hai tháng thủy á, giống như là anh đã làm trong cái vận hạn mà 6 tháng đầu năm rồi ha. Rồi tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý, tháng kim. Như vậy là mệnh hỏa khắc kim, bổn mạng thì tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhưng mà nhẹ nhàng, dù gì chúng ta khắc cả tháng nhưng mà tháng khắc chúng ta. Thiên can á, giáp bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên giáp về mặt nạp âm ngũ hành là thuộc hành mộc, bính đinh thuộc hành hỏa. Như vậy có thể nói là mộc sinh hỏa, về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can là được tương sinh mộc hỏa ha, dễ sinh tài lộc tốt đẹp cho công việc nhưng không quá lớn lao. Địa chi Tý dần là không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt nạp âm ngũ hành. Như vậy là địa nạp âm ngũ hành của Tý thì là thủy, dần là mộc, như vậy là vẫn được tương sinh trong dòng tương sinh thủy mộc, thủy sinh mộc, thì như vậy là địa chi cũng tiếp tục là một tháng có tốt đẹp ha. Tháng 9, tháng 10 là tháng 9 tam hợp, tháng 10 là lục hợp, địa chi của tháng 11 vẫn được tương sinh trong nạp âm ngũ hành và không khắc nhau, không xung nhau về tử vi, như vậy tốt đẹp. Nhưng mà tháng này của chúng ta là bổn mạng của chúng ta khắc tháng, cho nên là cũng không quá lo lắng về bổn mạng của mình ha. Rồi tiếp đến là tháng cuối cùng của năm, tháng chạp, tháng này là tháng Ất Sửu, một tháng kim tiếp tục. Thì như vậy mệnh cũng giống như trên, hỏa khắc kim ha, bổn mạng có chút khó khăn nhưng mà không quá lớn lao. Ất bính ha, cũng không xung không hợp về mặt tử vi, trạng thái cũng cân bằng tự chủ thôi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành á, giáp Ất thuộc mộc, bính đinh thì thuộc hỏa, cho nên là vẫn được tương sinh mộc hỏa, tốt đẹp ha, là vẫn có tiền tài, vẫn có sự tốt đẹp trong công việc. Trải qua cái sự khó khăn của tháng 9 xong thì rõ ràng là từ tháng 10 trở đi là nó tốt lên rõ ràng, và tháng 12 thì có nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Rồi địa chi Sửu dần thì cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là tháng 12 cũng sẽ giống như tháng 11, được có nhiều sự tốt đẹp trong công việc và gia đạo ha. Bổn mạng thì không quá lo lắng, rõ ràng là ngon lành. Như vậy là ngoài cái tháng 7 âm lịch về mặt gia đạo có lục xung, thì những tháng còn lại về địa chi có lục xung, và những tháng còn lại thì của địa chi thì đều tốt đẹp ha. Không tam hợp thì cũng không xung không hợp, không có chuyện gì mà hình hại nhau, cho nên có thể nói là 6 tháng cuối năm là thời gian mà gia đạo tình cảm được nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên nó cũng có những sự khó khăn về mặt công việc ở những cái tháng mà tháng như tháng 7 nè, tháng 9 ha.
là có sự khó khăn, tại vì thiên can tương khắc tháng hoặc tháng khắc tương can gan ha. Còn lại thì chủ yếu là vẫn bình hòa, không có chuyện gì quá lớn lao đối với cái người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Với những sao mệnh và bổn mạng của cả năm không được tốt đẹp cho lắm, với nữ thì vướng hạn Diêm Vương phòng bệnh nặng ha. Còn nam thì vướng hạn Thiên La tinh thần bất an, thì cần cẩn thận tháng 9 và tháng 10, cái tháng hai cái tháng thủy đại hải thủy nó khắc cái họa của các em ha. Nên nhớ là vận niên của cả năm của các em vẫn là Mã Ngộ Đao và năm tam tai năm cuối, cho nên là cần cẩn thận nhiều điều ở trong công việc làm ăn ở những tháng mà có tương khắc về thương can và lục xung về giả đạo. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem video đến phút này. Nếu như ai xem thấy hay, xin bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Bính Dần cùng được biết mà ứng dụng vào 6 tháng cuối năm. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm cho tất cả những tuổi mà có thể là người thân và bạn bè của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.